đó làm sao? Cái ai làm sao thích nhất? Hả? Cái ai làm nhất thích đó? Giống như cái sinh khóa đây vậy đó. Mình bao nhiêu chuyện mình đang làm ở đây á, em nhớ vô cái lại giờ thích. Thần hồn nó nhớ hết. Thì nó đi tiếp tục. Rồi nó cũng dùng cái đó để nó kinh nghiệm, nó đi chuyển thế qua làm một con người khác. Ví dụ hôm nay chị làm phụ nữ, chị cảm thấy chị thích làm phụ nữ, thì kiếp sau cái A-lại gia thích nó cũng vẫn làm phụ nữ. Nhưng mà hôm nay chị làm người vợ cực khổ quá, chị muốn kiếp sau làm đàn ông, thì tự nhiên chị làm đàn ông, thì nó ăn thua cái A-lại gia thích. Có từ bao giờ? Có từ ngàn xưa mà. À, bao nhiêu nghìn năm mình đầu thai lên đầu thai xuống là do ai lại gia thích. Cái con người mình thời xưa là giống như Phật Thích Ca, cũng có lúc ngài làm con nai, ngài làm cái bông hoa sứ. Rồi sẵn đây em kể một cái câu chuyện là có gọi gì gọi là ái sắc, mê sắc, mê nữ sắc. Hồi thời xưa có một chim phụng hoàng chúa. Chim phụng hoàng chúa có 500 phụng hoàng thê thiếp đủ vợ hết là 500 con. Là một cái mà hồi thời xa xưa những loài thú biết nói tiếng người nghe. Thì chim phụng hoàng chúa đó là coi như là vua, chúa tức là vua của loài phụng hoàng, mà có 500 cung tần mỹ nữ là quá đã rồi phải không? Nhưng mà khi có nhiều rồi cũng vẫn chán. Chán là do cái mình chán. Nhưng chị này chị không biết chán, chị mê cái ông nồi xanh lăng nhãn còn mê á là khác. Phụng hoàng chúa có 500 phụng hoàng cung tần mỹ nữ, nhưng mà vẫn còn thấy buồn. Thì bữa đó phụng hoàng bay đi chơi, thì tự nhiên gặp một con phụng hoàng mái khác rất là đẹp, rất là dễ thương. Từ đó phụng hoàng chúa mê phụng hoàng mái này, cũng giống như mấy đại gia thời nay mê gái mà cao cẳng như kiểu Hoàng Kiều, Mai Ngọc Trinh vậy đó, không đại khái phải không, quên hết mọi chuyện. Thì năm con phụng hoàng chúa này á, bình thường á thì người ta cứ đưa lo cho phụng hoàng chúa, nhưng mà ngược lại giờ phụng hoàng chúa phải đi kiếm đồ ăn, đi lo lại cho phụng hoàng vệ mới này, đi ba chỗ này ba chỗ kia đi tìm đồ ăn để mà lo lại. Thì rất là khổ, ngày nào cũng mới đi, nhưng mà lại thích làm chuyện đó. Thì cũng là do cái là gia thích muốn làm, chứ là làm vua chứ. Rồi cái tự nhiên ngay trong lúc trong triều đình hoàng cung có ông vua, có bà hoàng hậu cũng đang bị bệnh sắp chết. Thì cái lương y mới ngồi nói chỉ có thịt phụng hoàng chúa đó mà nấu ăn á là bà hoàng hậu mới được cứu, mới không có chết. Thì lúc đó nhà vua mới bắt đầu mới loan báo khắp tất cả các thần dân trong nước, cho tất cả các thợ săn đi chi lùng bắt được con phụng hoàng chúa. Thì thợ săn giỏi, thợ săn dở hay người thường như vậy, người nào bắt được phụng hoàng chúa sẽ được gả công chúa rất là đẹp. Công chúa con của vua cũng đẹp lắm, giờ sẽ làm phò mã, đúng không? Trong đó có một con thợ săn rất là khôn, rất là giỏi. Ổng mới chét mặt ông vô người ổng, rồi ổng làm hoa rồi cho thơm rồi lên rồi để trái cây đây nè. Tại phụng hoàng chúa thì nó thích mùi thơm với thích trái cây. Cái mà ổng nằm ngày nằm đêm ở trong cái cây đó, mà thường ổng biết cái cây đó là thường phụng hoàng hay đến để đi tìm mấy trái cây ngọt đồ đem về. Ổng nằm có mấy ngày khiến cắn cũng gắng chịu. Nó bu á. Cái đột nhiên cái con phụng hoàng chúa nghe mùa bay tới ngang khu rồi đó, cái mùi thơm đã quá, xà xuống vừa gõ xuống một cái muốn bay ngược lại bay không được, giống như mình bị kẹp lên trên lại rồi là bị bắt rồi, chết cha, hai cái tay đè bắt dính phụng hoàng chúa rồi. Cái phụng hoàng chúa lúc đó mới năn nỉ, hỉ ơi ông thợ săn, nhà ngươi thả ta ra, ta sẽ chỉ cho nhà ngươi đi đào một cái núi mà núi vàng luôn á. Tại phụng hoàng bay khắp thế giới chỗ nào mà nó không biết, nhưng mà phụng hoàng đâu có xài vàng đâu, nhưng mà phụng hoàng lại mê gái đúng không,
mê bụng hoàng mái mà năn nỉ hoài á. Cái ông thợ săn ổng cũng không thơ không hết nữa, ổng nói tại trong đầu ổng cũng là mê sắc, là thích cái cô công chúa con của ông vua thôi, là cả cái núi vàng ổng không mê luôn. Ông bắt phượng hoàng đem về cho ông vua để mà bằng thịt, để mà cứu bà hoàng hậu. Thì sắp sửa đem ra đao thủ để chảm á, thì cái phượng hoàng nói khoan để cho tôi nói mục đích, nói đi rồi hoàng thượng hãy giết tôi. Cái phượng hoàng chúa ông bằng hoàng chúa mới nói nếu mà giết tôi chỉ vì để cứu hoàng hậu được sống, mà nếu tôi có cách tôi làm cho hoàng hậu được sống, hoàng thượng có tha tôi không? Cái ông nói nếu mà nhà ngươi làm được ta sẽ tha. Xong cái thả dây cho phượng hoàng ra. Thì lúc đó phượng hoàng chúa thời xưa đó, câu chuyện này là thật nha, không phải là giả tưởng đâu, ngàn phần trăm thiệt đó. Phượng hoàng mới đọc thần chú vô, cũng giống như những người mà có thần thông á, giống như những người giỏi á, điểm đồ này kia rồi đại khái như thôi, như mình vậy đó. Như trong chùa mình nước mà cam lồ mình uống để trị bệnh tà rồi, thì phụng hoàng chúa đọc linh phù vô cái thau nước. Rồi xong lúc đó phụng hoàng chúa mới kêu ông vua về cho bà hoàng hậu uống và tắm, thì đột xuất bà hoàng hậu hết bệnh. Ông vua mừng quá, giữ lời hứa, thả phụng hoàng chúa ra. Thì lúc đó phụng hoàng chúa cũng là tâm từ bi mà, chỉ là mê gái thôi. 500 phụng hoàng mái cũng chưa đã nữa, thêm lạ nữa không? Thích lạ thôi. Chúng sanh mình bị cái bệnh là bệnh lạ, chứ không phải là quên con vợ xấu nhà đâu. Vợ xấu rồi sao nó cũng quen thôi, hiểu không? Nhưng mà nhiều lúc thích lạ. Cái lúc đó phụng hoàng chúa mới làm nguyên một cái hồ nước thành cái nước cam lồ, đọc thành chú vô, thì dân ở đó người ta cũng bị bệnh hết. Thì lúc đó đó phụng hoàng chúa bắt đầu được vua thả rồi, thì bay lên trên nóc nhà, trong triều đình bay nóc nhà, cái phụng hoàng chúa nói chuyện gian xuống ở thế gian này, vừa nói cho ông vua nghe luôn với cho ông thợ săn nghe luôn. Ở thế gian này có ba người ngu, đại ngu, vô minh đại ngu. Cái ông vua ông nói nhà ngươi nói ai? Người thứ nhất đó là hoàng thượng. Vì muốn cứu người vợ của mình mà đi dám giết phụng hoàng chúa. Phụng hoàng chúa là một vật linh thiêng, nếu mà giết là đọa địa ngục á, mà ông cũng ra lệnh dám giết, đúng không? Cũng giống như cái núi thiêng của mình đó, mà biết bao nhiêu người cứ đi hại, cũng là đại ngu, cũng tương tự vậy, sau này bị quả nặng lắm. Đó là hoàng thượng, ông cũng nín thình, tại vì biết ổng là phượng hoàng chúa là có thần thông, là một loại chim không phải bình thường rồi. Cái hỏi người thứ hai là ai? Đó là ông thợ săn. Thợ săn sao ngu? Tại vì thợ săn á, cho một cái núi vàng mà không chịu mà đi mê một cái cô công chúa, muốn là mê sắc, ổng mê sắc, ổng mới hạ lệnh giết với phụng hoàng chúa. Còn cái ông thợ săn cũng là mê sắc, cho nên lúc đó không cần biết cái núi vàng. Người thứ ba là ai? Người thứ ba là ổng là phụng hoàng chúa, là tôi cũng ngu. Tôi vì có 500 bà vợ mà tôi còn ham thêm một cái nữa, con phụ hoàng mái, cho nên tôi mới đi tìm đồ ăn, tôi mới bị dính cái bẫy. Cả ba chúng ta đều là mê sắc mà ngu, đại ngu hết ba người. Đó là câu chuyện. Biết phụng hoàng chúa là ai không? Thời đó phụng hoàng chúa là tiền thân của Phật Thích Ca. Phật mà trước khi thành Phật cũng như mình thôi, mình có lỗi lầm mình đều sai được. Hoàng Kiều Mê Ngọc Chinh chỉ cần tu thôi thành Phật liền. Ổng là con nai mà dễ tu lắm, thấy ổng vậy mình biết có ổng vậy cũng hiền đó. Cho nên thời đó Phật Thích Ca là phụng hoàng chúa đó. Còn biết ai là thợ săn không? Đó là Đề Bà Đạt Ba, là anh ba chú bác ruột với Phật. Còn ông vua biết là ai không? Đó là Ngài Xá Lợi Phất.
Nhà Xá Lợi Pháp cũng là Phật, nhưng mà đến thời mình là Đề Bà Đạt Ba cũng đã là Phật rồi, rồi tới Xá Lợi Pháp cũng là Phật rồi. Còn cái bà hoàng hậu mà vợ ông vua đó là sau này là vợ của Bồ Đề Đạt Ba. Câu chuyện này thiệt chứ không phải là chuyện giả tưởng. Ý là Phật dạy mình là hả? Cái đó nó vô cái A là nhân thức từ cái thời còn trên thiên xuống đây. Chị đang nói A là nhân thức hả? Nếu mà mình đi vô một cái lớp thi cũng giống mình vừa vô bụng mẹ đầu thai mà mình nhớ hết thì nó đâu còn gọi là thi. Giống như chị là đánh cờ mà chị biết chị thắng, chị cũng chán chị không có đánh. Cho nên xuống đây cả em cũng bị xóa hết, quên hết. Phật hay là Bồ Tát, Thượng Đế hay là Tiên Thánh gì xuống trần cũng quên hết. Làm lại từ đầu hết. Thì mình làm theo cái tập khí. Cái tập khí là cái thói quen. Cái thói quen mình đọc kinh, cái thói quen mình niệm Phật. Thì lúc mà cái hồn liền khỏi xác á, thì mình chỉ nhớ câu niệm Phật. Mình không bao giờ nhớ những cái gì khác ngoài cái chữ câu niệm Phật. Lúc đó mình được cứu. Cho nên bây giờ tại sao nói hết mấy người mà trên mạng á, là phải niệm Phật. Để mình có cái đó là một cái vốn lý quan trọng nhất cuộc đời của mình. Để mà mình đi gặp Phật. Còn nếu không, mình không biết niệm Phật, như là những người không có đạo á, nó mệt lắm á. Lúc đó cửu quyền hay là những cái người mà ân oán với mình mà mình hại họ chết, họ tới họ kéo mình đi theo. Thì cái lại giải thích nó sẽ giúp mình chỉ là nhớ hướng thôi. Cũng giống như ngày xưa em đang làm chủ ngon lành, tự nhiên em không có thích gì hết. Đồng hồ Rolex em có một đống, rồi cũng đang bình thường, không có gì, kinh vợ đẹp lắm, mà tự nhiên thích đi tu là đi tu thôi, thì mới mở ra được chùa này. Lúc đó không ai cản được, bả qua bả khóc cả năm trời rồi cũng không được. Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi mình mới biết, à sau đó rồi mình mới biết là mình sẽ có những cái nhiệm vụ khác. Rồi sau đó nữa, tiếp tục nữa, thì những cái cánh cửa khác nó mở con đường của em đi. Thì tới ngày hôm nay, hồi xưa được lộ cơ một chút, bây giờ mấy vị cho lộ cơ nhiều. Đến lúc nào lộ cơ, đến lúc nào. Nếu em không lộ cơ vì em khám nhận trình, ổng nói hoài không có gì chứng minh là bảo gian thiên tử thức. Sáu quyển của Đức Thầy 3-400 năm nay ngày tái sanh 5 lần, mục đích là hiện bây giờ để cho nhân loại quay đầu, để mà xong kết thúc cái màn này, để lập lại một cái xã hội mới. Rất là vui sướng. Nếu em không xuất hiện thì ngày nói gì ra vậy? Không lẽ là số cứ mua hoài mà không có ngày sổ à? Cho nó nhiều người trách em nói sao thiên cơ không được lộ. Đến lúc cũng phải lộ, ngày cũng lộ, mà lộ là về ấp với giáp, lộ xa xa, mình tự mình đó. Còn em á, giờ chót là em được lọc bao thơ, mở ra đọc luôn. Nhưng mà có những chuyện không được nói. Chứ còn em tiếp xúc với vị rất là bình thường. Giống như mỗi ngày em đều nói chuyện với bề trên mà. Từng rồi em nói chuyện với Đức Thầy á. Ngày em có chết, Việt Cộng nói ngày chết vậy mà sai. Ai nói Đức Thầy chết là người đó vô minh. Phật không có nói láo. Đức Thầy xưa nói ngày chỉ nói vắng bóng thôi. Cho nên là thờ cái miếng giải mà nâu nâu á. Ngày trở lại chỉ có chậm chút là lý do là gì, hội đồng chư Phật đó là những Liên Hiệp Quốc trên trời á, với cha đó là Thượng Đế, là người giống như President, giống như Biden, Trump gì đó, là nói muốn giảm sự chết chóc, đập tam hiệp không bể, cơm tử không nổ. Âu Châu hồi xưa bà Venga nó không còn bóng người, nhưng mà giờ còn, đúng không? Cho nên muốn cho nhân loại mình á, còn một cơ hội cuối cùng để quay tâm, thì cơ vận phải trễ thôi. Cũng giống như giờ là âm thì lẹ rồi, dễ quá rồi. Nhưng mà mấy vị không có muốn mình chết nhiều thì mình phải chịu chậm chút. Nhiều lúc em than, em nói giờ đó, con làm gì làm cho lẹ cho xong. Chứ giờ gần năm mấy rồi. Cái này nè, cái này xác này nè,
rồi đi đứng cũng hết. Ú, con sống dai mà con nói. Đây, giờ em cũng nóng tánh, muốn làm gì làm cho xong vô rồi. Mình là thú vật, không bắt. Thú vật là mình. Chị biết thú vật là ai không? Chị biết con heo là ai không? Heo quay là ai không? No. Con heo quay á là mấy thằng thích ăn thịt heo. À, là mấy cái thằng mà ăn trên rồi nó mặc như con heo mà nó không có biết tu, nó đầu thai là heo để trả thịt lại chứ cỡ kia đâu có xài tiền. Bây giờ những cái người mà nợ của thế gian, nợ nước Việt, chị nghĩ gì lấy gì trả? Bên kia đâu ai xài tiền đâu. Khi thành ma rồi á là không ai nói láo được ai hết, và cũng không có xài tiền nữa, chỉ có lấy thân để trả thôi. Cho nên bao nhiêu con heo đều là người đầu thai không á. Cho nên Hòa Thượng Thế Công có câu chuyện á là dọn bàn ăn lên là thịt heo á, toàn là cánh tay cánh chân giò đồ của người không á. Trong chuyện của Hòa Thượng Thế Công có heo bò là người đầu thai lại trả thịt. Bởi vì tại sao cái Thiên Tâm Đạo cha cho ra đời để cho người Công giáo họ biết là cái linh hồn là chuyển thế, là có nhân quả, chứ không phải họ nói rồi mấy ông cha ở Việt Nam giờ còn đang ăn thịt chó đó. Không nói ở trong luật Chúa đâu có cấm vật dưỡng nhân, con chó nó phải là con vật thường đâu mà dưỡng nhân, đâu phải như cá đâu. Tam tinh nhục của bên Nam Tông á, là người ta tu á, là gì, vang đồ protein rồi Costco. Mình đừng có thấy con gì nhúc nhích là mình ăn, là mình không có phạm luật, là chỉ cho cái tâm mình từ bi thôi. Chứ còn bây giờ á, mấy triệu thầy ở Việt Nam ăn chay không á, ban đêm mấy ông ăn thứ gì mình biết không? Ăn gái luôn có nữa. Đừng. Cho nên cái đó là chỉ bề ngoài, nhưng mà cái mục đích đừng có chỉ, đừng có thấy, đừng có nghe con vật, thì lúc đó mình ok, gọi là tam tịnh nhục. Chứ bây giờ ở đạo Thiên Tâm ở trong 12 giới luật bề trên kêu, nếu mà sau này nó sẽ thống nhất tất cả các đạo Công giáo và Hồi giáo rồi Tin Lành, đủ loại đạo trên thế gian. Mấy thằng Mỹ mà kêu nó ăn rau cải sao nó mập nổi, chứ ăn đồ Costco thôi. Còn Việt Nam mình thì có một lần cách đây năm ngoái, Đức Thầy nói con lên trên mạng á, kêu người ta ăn chay là gì, ăn chay thì mau thành Phật hơn, nghĩa là không có bị nghiệp, còn ăn mặn thì chậm thành Phật hơn, kiểu nào cũng được. Nhưng mà mấy vị rất là từ bi, chủ yếu là mình đừng có giết vật sống nó bơi trong cái hồ là mình ok, không có nghiệp. Lại sám hối. Thí dụ như hồi xưa anh nói giả sử nha, một người phụ nữ cứ đi chia đình, đi ngoại tình lén lút chồng, đúng không? Mình nói giả sử thôi, thì bây giờ mình biết luật nhân quả, mình sẽ ôm cộng đồng là chắc đó. Chẳng lẽ mình một lần lén lút là một lần ôm cộng đồng, thì mình biết là nó nóng dữ lắm, chịu đâu có nổi, thằng hồn kẹt liền, chết liền. Thì ngày Địa Tạng á, ổng sẽ thổi ngọn gió thì mình sống lại. Thì bây giờ trước khi mình bị cái đó thì mình quay đầu mình sám hối. Mỗi lần mình lại á, cái óc của mình á, phải nhớ cái lúc đó mình hung cái thằng bồ lén, bồ nhí của mình phê kiểu nào, mình gán nhớ lại. Không nói thật, để cho nó erase cái lại ra thức đó, để cho mình biết sợ. Mình nói một chút vui này mà ta sẽ bị ôm cộng đồng. Chứ còn mình lại mà mình không biết mình ôm bao nhiêu thằng thì nó cũng còn nằm ở trong cái não của mình. Bao nhiêu tội mình làm, mình gán nhớ lại cái thời đó tại sao mình làm, thì nó mới đi ngược lại. Chị hiểu không? Đi số ve lại. Thì xưa bà nào mà đi ngoại tình nhiều quá gán nhớ, thì lúc đó tự động chị sáng suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại cái thằng xấu quá,
mà cô nó gạt mình lấy tiền mình, tức là nó phải có làm lỗi mình mới bye bye nó, mình mới đi khác đúng không? Thì như đó mình cũng bị sốc, mình ghét rồi, thì lúc đó vừa lại sám hối nữa, hết nghiệp. Thấy rồi chị hả? À, nó kiểu như vậy á. Thì thí dụ như những người mà hút sách, hút xì ke á, đi mượn tiền dịch nợ, đi cướp, đi mua gói thuốc hút chích đồ á, cái lúc mà giờ già rồi sống háo hói phải làm sao mà nhớ lại lúc đó tại sao tôi đi chích xì ke tôi hút mà tôi phê được bao nhiêu, lúc tôi sung sướng tôi thấy tiên mây vậy. Rồi tôi sao nó giả thuốc, tôi bị sốc bực bội kiểu nào, có đáng không? Bây giờ á, chỉ vì ngày xưa tôi hút nhiều quá, giờ phổi tôi bị nám, nhiều người hút có chết sớm là bệnh phổi nữa, có đáng không? Thì khi mình lại sám hối, mình nhớ cái quá trình mình làm sai á, thì mình hết. Chứ không phải mình lại mình không nhớ gì đâu. Để mình phải nhớ lại chuyện của mình. Còn mấy người mà mấy người giống như cái gì á, nạo nạo baby á, à cái đó ghê luôn á. Tại nó lớn lên nó vô mình đâu có biết đâu, nó cứ nghĩ là mặt mũi này nọ, nhưng mà nghiệp ghê lắm. Nít nó chết hoang á, nó đeo suốt đời luôn. Cái người đó bảo đảm cả cuộc đời á, chỉ có nghèo với khổ với nạn linh siêu minh, không bao giờ có cuộc sống bình thường hạnh phúc. Có mấy người nạo. Không có tội, nó đã vô bụng chị, nó đã kêu là mẹ rồi. Cái ngày mà nó trụ thai á, thí dụ như cái đứa con trai đó đó, mà trong bụng, mà chị, không phải là chị, nhưng chị nói một người nào đi IBC đi, chị kỳ quá, mà nạo thai, lúc mà cực điểm cao á, mà bắt đầu con tinh trùng nó bơi qua bơi lại mà để nó làm cái baby á, thì không phải là người chồng làm cái đó là cho cực vui đó, mà là cái baby đó, nó vô bào thai, nó ăn ái với người mẹ rồi nó làm ra cái bào thai, nó cố tình vậy đó. Nhưng mà mặt đời của mình thì mình nghĩ là người chồng mình, không phải, thì nó đã có cái duyên với chị rồi. Cho nên tại sao mẹ thì thích cha nhiều hơn, cha thích ngắn nhiều hơn, cái ngược lại vừa cái lưỡng cực mà thủ tính. Thì để em trả tiếp câu hỏi với chị, thì khi chị giao duyên như vậy rồi thì nó là vừa là chồng chị mà vừa là con chị hiểu em nói không? À, chị không tin là em nói chị năm thai quay nè, chị hỏi mấy thầy đi, tại em hỏi em biết. Mà tự nhiên á, vừa mới có ăn ngáy với mình rồi đi giết mình, chị nghĩ nó quán thù làm sao, thù nặng luôn á. Cũng giống như nhỏ bồ mà vừa cặp với con bồ á, lên giường nó đốt nó giết vậy đó. Nên cái bầu thai lúc nào nó cũng có quan trái trong đó, không có bao giờ nên làm. Ở Mỹ này á, nó ra luật đó, là vì thiên ma nó ra cái luật đó. Cho nên bao nhiêu người mà làm mấy cái nghề này á, chị thấy á, nhất là y tá, bác sĩ ở trong nhà thương á, không có nhỏ y tá nào mà nó không tự tử, không bị khùng á. Rồi tự trong đó đó, bao nhiêu chuyện ít nhiều mình cũng gián tiếp làm người ta chết. Chỉ cần làm một chuyện lỗi nhỏ là mình làm bao nhiêu chuyện tốt, mà lỗi nhỏ là mình cũng bị nghiệp. Thì cái bào thai này nó sẽ theo, nó phá hoài, đến khi nào mà hết cái đời của chị thôi, rồi qua bên kia nó đứng chờ sẵn, nó phòng ICU á, nó chờ chị rút ống, nó đứng sẵn đó đó. Yeah.
là cái tinh trùng mà lại ấy nè, cái hả? Đó thì em nghĩ thì cũng không sao, mình thắng cho nó thôi, nó không có oan ức. Thường thường mấy cái chuyện này nó thù quán, mà thù quán là do người mẹ cố tình phá thai á, còn này không cố tình thì nghĩ ok, bất dĩ. Mình bàn chuyện khác đi, chuyện này hay buồn quá. Bây giờ em có em biết chuyện trên trời, biết chuyện dưới đất, thì muốn hỏi chuyện trên trời dưới đất, còn chuyện ngay bụng này á, ngay khúc giữa này khó. Cái này chuyện ngay bụng anh cười nè, anh có gì ạ? Giờ nói chuyện dưới đất, chuyện trên trời dưới đất là biển đâm đông sắp dậy sóng. À, muốn nói chuyện trên trời. Dạ. Ok, đó là do đa số Việt Nam mình 99% mấy thầy là không có biết thiền, không phải là không biết, có một số biết mà ít có chỉ. Đa số mình là tịnh độ, cứ nghĩa là A Di Đà Phật là giảng sanh, đa số là chùa nào cũng vậy đúng không? Mà kêu mấy thầy ngồi thiền đó là rất là không có được, tại em ngồi thiền với mấy thầy hoài à, mấy thầy ngồi không có lại em, vì bắt ấn ta muội. Để vô là để ngồi giữa rừng hay giữa nghĩa địa, ma cũng không có dám tới gần. Cái là cây súng kế bên nó lên đạn rồi, ai tới là tôi bắn. Đúng rồi đó chị làm hay á, cái đó không đúng. Đại khái đi, chị về chị nghiên cứu. Chị ngồi thẳng cái lưng lên, hít vô thở ra, thế mà chỉ làm. Nhưng phải có bắt ấn, tại bắt ấn bên cõi kia mấy ma sợ lắm, thì ai đó ma nó không có tới gần chị được. Nhưng mà chị không bắt ấn á là khác à. Bắt ấn trước à, bắt thấy ngồi vừa bắt ấn ở cho nên này không ai chỉ, con mình em trên mạng chỉ. Thì mỗi ngày mình ngồi nửa tiếng gì thì cuộc đời mình sẽ thay đổi. Để trên dưới đất được hả? Để trên dưới đất được, được. Để trên dưới đất được rồi, phải niệm. Niệm thì tại sao người biết niệm, còn người không biết niệm thì cứ bắt ấn là quan trọng là thẳng cái lưng, rồi lấy mắt thứ ba nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng, nhìn cái rúng. Thì khi mình nhìn liên tục vậy á, mình không có buồn ngủ, là mình tập trung động tác lại. 15 phút đầu thì nhắm, sau đó thì mở hí hí. Sau 15 phút rồi mở hí hí. Rồi cứ thế mà làm, mà ai có chữ khổ trên mạng em á, nhìn chữ khổ thì lúc đó tổ sẽ tới, tổ sẽ giúp chữ khổ em viết á. Tại lúc đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma kêu con lên trên mạng dạy người ta quán chiếu chữ khổ. Cái nét chữ của em viết làm sao á thì cứ nhìn theo cái nét chữ thì bao nhiêu sầu muộn cũng sẽ tiêu tan. Rồi thí dụ chị quán chiếu lại, thí dụ bây giờ chị ngồi đi, ok hồi 7 giờ sáng tôi thức dậy tôi làm gì, tôi chà răng, 8 giờ sáng tôi làm gì, 9 giờ sáng tôi làm gì, 10 giờ sáng tôi làm gì. Trong đó có chuyện đúng chuyện sai thì đúng thì mình tiếp tục, mình làm sai thì mình sửa. Nghĩa là thiền quán lại từng giờ của mình, mà mình suy nghĩ mỗi một tiếng đồng hồ mình làm những cái công việc đó chi tiết chừng nào tốt chừng đó. Cả những cái chuyện mà mình mang đôi giày gì mình cũng phải nhớ, thì lúc đó mình vừa tập cho cái đầu của mình nó minh mẫn lại, và mình không có phí một ngày của cái thế gian này. Thế gian này nó 50 sướng 50 khổ, nếu mình biết trân trọng nó sẽ là 100% sướng. Nếu mà mình ngồi mình suy biết những cái ngày mình qua mình làm những cái gì, thời gian hồi xưa mình làm gì, mình đạt chỉ tiêu của mình là tới 80 tuổi tôi làm gì, 90 tuổi tôi sẽ thành Phật,
80 tuổi thì làm tỷ phú đại khái là điều được hết á. Nhưng mà mình phải trân trọng một ngày, chứ không phải mình bị đọ xuống đây cái mình nghĩ lúc nào cũng đời khổ. Ai mà cứ nghĩ xuống thế gian khổ khổ là mình khổ hoài á, mà nó có nửa sướng nửa khổ nghe. Bởi vì cái cõi này á là cái cõi mà tất cả các chư Phật đều phải về cái trái đất này mới thành Phật được. Chứ còn ở cái cõi Bắc Cu Lô Châu hay những cái thành tinh khác á, con người sướng lắm. Chứ cõi mình là khổ nhất. Mình nói cái cõi của thằng anh em của mình đây, cái thằng người xám nhí nhí đi. Nó sống 700-800 tuổi, ở cái thành tinh của nó mấy vị nói là nó có 22 tỷ người. Mà con người của nó sống dai quá, cho nên một thằng nhà bác học của nó đó, khi nó sáng chế ra gì á, để nó sáng chế hoài, nó không có chết hiểu như mấy thằng bác học của mình. Hay mấy thằng giàu của mình 50 tuổi vừa biết được này cái chết chết, tức là chôn bản quyền hết rồi này. Thì thằng người xám á, nó không có bệnh. Bệnh Covid ở thành tinh nó cũng có, nhưng mà thả vô cái máy, lại cái máy nước lỏng hay gì á là cũng hết, hay là máy scan gì. Nó nói ok, người trái đất của mày bụng bự phải ăn 5 chén cơm. Không, nó chỉ ăn cái bánh nhỏ thôi, nó có thể no cả từng lễ. Tại nó cái này nó chỉ làm cho mình ngủ nhiều với mình đi restroom nhiều là mất thì giờ. Còn nó là nó cứ vai hay nó ngồi nó nghiên cứu cái gì á, nó quý cái thì giờ của nó. Cái quan trọng, cái người hành tinh của nó không có chia nhiều quốc gia như mình. Hành tinh của nó là 22 tỷ người như một tổng thống. Mà cái người tổng thống đó là một vị Bồ Tát, là cũng là con của Thượng Đế. Mà khi một người ra lệnh thì 22 tỷ người nghe theo rụt rụt. Chứ không có phải như trong gia đình mình có 3 người nào quýnh lộn nhau tối ngày. Thì nó sướng hơn là chỗ đó. Thì nó qua cái trái đất này, ở thời điểm này nó cũng đang ở với mình, để mà nó tuân lệnh bề trên. Để mà nếu không có nó hả, Putin bữa giờ sức mấy mà không chịu bấm nút, mẹ cho rồi tao cũng sắp chết rồi. Giờ nó sắp sửa lôi đầu tao xuống, gia đình tao cũng chết. Tao bấm cho đã luôn. Đây những là nguyên thủ quốc gia người ta vì mặt mũi, với cái danh dự nhiều hơn là chịu thua. Hồi xưa mấy clip của em nói đừng có đụng mấy người liều quá. Cái năm thứ mình không nên đụng đó. Nhưng liều, nó giờ chân liều. Nhờ GFO á, mày bấm hả? Tao đấm này trước. Và 5 năm trước em từng nói với những người gần em là bề trên có nói là GFO. Ôi trời, giờ này xuất hiện rồi đấy. Dạ con phải đi biết cỡ bệnh đó nè con. Giờ đâu biết con xuất hiện qua đâu. Có cỡ thích cho sư phụ, anh chỉ đa phần. Ồ lại cái điện thoại nó đây. Dạ con vô đụng cho mẹ là. Rồi rồi. Ngay qua con gọi lấy cây mà không gặp sư phụ. Vậy hả? Dạ. Ồ tưởng là con ở bên Houston, đi ở bên Dallas chứ. À, đệ tử Hội Thiên đi đường bên kia không có được đi trong chùa nha. Dạ. Đi đường ngoài sân. Đi trong đó là phạm vi của Phật tử. Khó. Hôm nay ta tu giỏi quá, khó tánh lắm. Đừng làm ta chỉ xói được. Như chị này mới quay thiền lên thiền cái khoảng thời gian. Đường nhông phá là bắt ảnh và thẳng lưng. Cái thứ hai, khi mà một thời gian á, anh ngồi thiền lúc nào cũng được. Lúc có một lúc á, mình cảm thấy cái thân người của mình nó bự khổng lồ. À, rồi có một lúc á, mình cảm thấy mình bay bổng lên, nhưng mà thật sự mình không có bay bổng. Cái đó là do mình cái level mở lên á, cũng giống như ăn cơm từ tử no vậy đó. Thì đang giải thích cho anh. Và đồng thời đến một ngày tự nhiên anh thấy sáng trong phòng, nó tối thui không có đèn, nhưng mà anh thấy sáng như ban ngày. Thì lúc đó là bắt đầu anh siêu siêu rồi á. Rồi lúc đó anh nhìn qua vợ già của anh không thấy cái khuôn mặt đẹp của bả nữa, mà thấy một con chó hay là con chuột hay là con gà. Lúc đó anh càng siêu. Thấy được cái căn của người đó không biết, hồi xưa em thấy là cũ, không quán hồn.